và thế là các bạn giải được một bài trong đề thi chuyên toán nam năm vừa rồi tìm số nguyên xy thỏa mãn phương trình sau đây vì đây là một bài toán tìm nghiệm nguyên mình sẽ cố gắng nhóm cái vế trái này thành một cái phương trình dạng tích gì đấy vế phải không nhất thiết phải bằng không có thể là một số nguyên bất kỳ ở trong phòng thi các bạn có thể dành một chút thời gian để thử nhóm những cái này lại với nhau biến thành một cái phương trình dạng tích tuy nhiên trong phòng thi rất áp lực không phải lúc nào bạn cũng có thể nhóm được thành một cái dạng như này thì cách mình làm đó là mình tạo nên một cái phương trình như này và mình sẽ cố gắng tìm những cái biến abcd làm sao để nó cho ra được một cái phương trình ban đầu như thế này Ví dụ ở đây có 5 xy 5 xy chỉ có thể tạo được bởi hai cái cặp này. Vậy nên bạn có phương trình đầu tiên là a cộng c bằng 5. Tiếp theo là 6y bình, bạn chỉ có thể thấy y bình được tạo nên bởi hai cái này. Vậy nên a nhân c bằng 6. Số trừ hai này bạn không cần quan tâm vì b nhân d ra bao nhiêu cũng được, trừ bao nhiêu mình cho sang phía phải. Để giải hệ phương trình này, các bạn có thể bắt đầu từ cái ac bằng 6 và thử từng trường hợp a bằng 3, c bằng 2 kiểu kiểu như vậy. Ở trong bài này a bằng 2, b bằng 0, c bằng 3 và d bằng 1. Không khó lắm nhỉ?